Hai, chào tất cả các bạn. Hiện tại cũng là đang buổi trưa các bạn. Nay mình sửa cái nồi cơm điện ở nhà. Sẵn mình quay mình chia sẻ cho các bạn luôn. Cái này mình làm tại nhà được nha các bạn. Thì các bạn nào mà nhà có biết cách mở á, nói chung là biết cách mở nha. Đầu tiên là phải biết cách mở. Thì biết cách mở mới mở ra sửa được. Còn mà không biết cách mở thì thôi, đi nhà tiệm cho anh ta làm. Thì cái nồi này là nồi của Sharp đó bạn, Sharp là của Nhật đó. Cái nồi này xài cũng tốt lắm các bạn, của Nhật mà. Nhưng mà cái nồi này sản xuất ở Thái Lan nha. Thì nấu cũng cỡ mấy năm nay rồi. Tốt lắm bạn, nấu cơm ăn cũng ngon lắm. Nhưng mà tự nhiên gần đây nó xảy ra một cái hiện tượng là nấu cơm không có chín các bạn. Thì cũng may là nhà mình có nồi cơm Sikua đó. Lấy cái nồi nó nấu rồi, cho nên mình lấy cái nồi này mình sửa lại. Thì cái thằng riêng cái thằng Sharp này nha, nó hay hư cái trường hợp này lắm, hay bị cái trường hợp này lắm. Thì cái này lúc trước mình cũng có làm một cái rồi cho con bé hàng xóm. Vỗ tay nay cái tới nhà mình nó bị hư rồi, mình lôi ra mình làm luôn. Thì các bạn tháo bốn con ốc và bốn cái chân ở dưới nè, đặt lại cho ốc nó rớt ra bốn con nha, nó rớt ba con còn con nữa. Sau khi mình tháo bốn con ốc đúng không, rồi mình lấy nó ra thì chỗ này nè, bạn muốn mở mở, không muốn mở cũng được nha. Mình thì mở ra cho dễ, để cũng được nữa, mở hơi khó. Mình đang ngồi dưới sao các bạn, cho nên gà đồ nhiều lắm, tại nhà mình nuôi gà mà, mình nuôi gà nhiều lắm, nuôi gà tre các bạn đó. Sau đó các bạn à, lấy cái chỗ này dai vậy nè, đó, nhẹ nhàng thấy không, nhẹ nhàng tịch cảm thôi. Đang để trên cái ghế nó cũng không có dịp chuyền nè, có cái chân của mình đó, bạn lấy ra. Rồi đây là cái ổ điện nè, đây là cái ổ điện để mình rút ra rút vô á, mình không có đụng gì tới nó thôi. Sau khi mình lật lại như vậy thì ở phía sau cái nồi cơm này nè, mình sửa rất là đơn giản, chỉ cần các bạn mở bốn con ốc này ra thôi, với một con ốc nhỏ nữa. Con ốc nhỏ đó thì muốn mở mở, muốn không không, thì điều đầu tiên mình nhìn vô thì mình lấy ra quay cho các bạn, quay gần cho các bạn xem ha. Điều đầu tiên mình nhìn vô, thứ nhất mình nhìn coi, nhìn vô có bo qua mạch của nó, mình xem những cái con chở, con tụ, cái rò le, xem coi nó có bị hư hay không. Thì thường là nó không có bị hư đâu các bạn, nhưng các bạn cái này thì nó không có mất nguồn điện, cho nên mình khỏi cần kiểm tra cầu chì á. Nè cầu chì nó nè các bạn, mình không cần kiểm tra cầu chì gì hết. Thì hai cái dây đỏ này nè, hai dây đỏ này nè là cái dây của cảm biến ở trong đây nè. Khi mà nóng quá cái nồi cơm mình mà nóng lên cái nhiệt độ nhất định đó các bạn, nó sẽ ngắt ha. Hiện tại thì nó đang bị ngắt sớm là liên quan tới hàng này. Như cái nồi này thì các bạn để ý cho mình nha, ở đây hai dây đỏ nè, ở đây cũng hai dây đỏ nè, mình coi chừng lộn các bạn. Tại vì những cái nồi kỳ trước của mình làm á là hai dây màu vàng, có những cái nồi hai dây màu trắng nữa, nhưng cái nồi này hai dây đỏ thì nó hơi bị trùng nè. Các bạn nhìn nó đi là cái thành của miệng nồi nè. Thì đây là cái con chở để nó vô cái chế độ là để hâm cơm á các bạn, để nó báo về để nó hâm cơm. Thì mình cứ bỏ qua cái hai dây này đi, hai dây đỏ này mình không xài tới nó. Còn hai dây trắng này cũng là hai con chở luôn, nhưng mà nó đi lên cái nắp nồi cơm thì nó là con chở ở trên nắp thôi. Thì đa số cái mấy cái nồi điện tử này á, đa số nó dùng chở không các bạn. Thì bây giờ thôi mình cắt hai cái dây này ra để mình câu con chở vô. Rồi trước khi mà mình câu cái con chở này vô á, thì mình cũng nói sơ về cái con chở luôn, cho các bạn lựa chọn cái con chở phù hợp để câu vô cái nồi cơm của các bạn nha, để tránh cái hiện tượng là bị cháy nồi. Thì cái này chia ra làm, mình chia làm bốn đi ha. Cái thứ nhất á là cái nồi cơm của bạn nó nấu vừa sôi lên nó ngắt, nó không chín, thì cái đó mình sẽ xài con chở, câu thêm con chở 1.000 cho mình. Cái thứ hai là cơm rửa ráo nước chưa chín thì mình câu con chở giảm lại còn 680 hay gì đó, 680 ôm á nghe bạn. Rồi cái thứ ba đó là coi như là nó chín được nửa nồi thôi, còn nửa nồi nó không chín thì mình cứ hạ con chở dần xuống, nãy 6 rồi bây giờ mình hạ 4 hoặc 5 đó. Nhưng cái nồi cơm hiện tại của mình nè là nó chín hết luôn, chỉ có một phần là nó sẽ không chín thôi, cho nên mình sẽ câu có con chở là 150 nha các bạn. Thì ở đây mình thì mình phá lắm, mình mua hay sửa mấy này nữa nè,
Ở đây mình có sẵn con chở 150 nè. Còn nếu á, mà các bạn mà không có sẵn con chở á, thì các bạn cứ mấy cái bo mạch nè, đừng có bỏ. Đó, dù mà các bạn biết mở biết làm nha, thì các bạn đừng có bỏ, cứ giữ ra đi, sẽ có xài. Như các bạn thấy ở đây có những cái con chở bị nổ nè, các bạn thấy không? Đó. Đây, ví dụ ở đây cái con chở 470 nè. Đó. Nè nó có ghi nè các bạn, 470 nè. Nè, như cái tụ này là 47 UF nè. Đó. Thì cái việc mình coi đó, mình coi cái con chở cái số nào đó thích hợp á, cái mình xả ra. Mình xả ra mình câu vô. Như cái con chở này thì mình câu là 150, 150 thì mình có sẵn rồi. Cho nên mình lấy cái mới mình xài. Để mua này nhiều lắm, mình mua là một dây á các bạn. Nhiều lắm. Nè, như cái này là cái rờ le nè, không thấy không? Rờ le. Con diode, diode này là con diode một chiều. Mình thì mình phá lắm. Phá mà phải làm được nha các bạn, phá mà làm không được thì đừng nên phá nha. Nè, đây là cái con tụ. Lý do sao mình có mấy cái này thì mình hay chế mấy cái chống chậm xe máy á các bạn. Chế là hơi bị đỉnh luôn rồi các bạn. Đây. Thôi, bây giờ tiếp tục, bây giờ mình sẽ câu cái con chở 150 ôm vô cái nồi cơm này. Tại vì là cái nồi cơm này của mình á, nó chín hết nhưng mà chỉ có một phần là không chín thôi. Rồi, các bạn coi mình cắt mình hàng vô nha. Trước khi mình hàng các bạn, mình cạo cái sơ cái con chở này nè. Để cho một hồi mình hàng nó dễ dính chứ không gì hết á. Mình thì mình biết được nhiều nghề lắm. Hồi đó mình cứ nghĩ là nhỏ các bạn, lớn lên biết nhiều nghề cho xuống. Nhưng lớn lên mới biết nhiều nghề cực lắm các bạn. Không có sướng đâu nha. Càng biết nhiều càng cực. Tại cái gì á các bạn cũng ôm vô các bạn làm hết á. Nè, mình cắt 2 dây. 2 dây đúng không? Cắt dây nào cũng được nha các bạn. Mình thì đa số mình cắt dây số 2. Ở trong cái mạch á, nó có để số á các bạn. Số 1 và số 2. Thường thì mình cắt dây số 2. Thì giờ mình vẫn cắt dây số 2 thôi. Mà theo mình biết á, là cắt dây nào cũng được hết á. Đó, bây giờ mình kiếm cái ống gen. Có luôn mới ghê chứ. Đây. Nè các bạn. Ống gen đốt á, không có gen đốt á, các bạn làm ở nhà. Không có gen đốt thì các bạn lấy băng keo cũng được. Còn có gen thì mình xỏ vô một hồi mình lém quẹt á. Có máy khọ thì mình khọ. Không có là thôi. Nè bạn thấy cái kéo không? Kéo này là kéo để tỉa lông gà nha các bạn. Mình lấy mình làm luôn. Chì, đừng nói cuối cùng không có chì nha. Đây, chì còn cộng cuối cùng. Món hàng. À, món hàng thì các bạn mua có mấy chục ngàn à. Mình hàng vô. Không có nhựa thông hàng không ngon mà. Vẫn dính nhưng mà không ngon nha. Mình đứng chạy qua kho lấy quá. Bởi vì lại mình đang hàng cái mỏ hàng bằng nhựa nè. Quên nữa cái mỏ hàng mà đập dẹp lại mình để hàng nhựa đó. Cái mỏ hàng hàng chì của mình nó bị hư rồi. Lâu quá không xài. Cũng hư. Mấy cái đồ điện là vậy các bạn. Lâu quá mà các bạn không xài cũng hư nữa. Bởi vì các bạn phải đem ra xài. Xài ít xài nhiều gì đó cũng phải đem ra xài. Mình làm cái clip này chủ yếu để chia sẻ đến các bạn thôi nha. Còn mấy anh mà đang mà sửa chữa mấy cái này mà đừng có vô ném đá đồng nghiệp em nha. Ví dụ mùa dịch này các bạn, mình đâu có đi sửa được đâu. Nếu mà mình biết được cái này á, ví dụ mình ở nhà mình kiếm được cái bo nào đó mình lấy ra mình hàng vô mình xài đỡ là cũng được các bạn. Đúng không? Tại vì dịch mình đâu có đi sửa hoặc là kêu thợ về làm được đâu. À, với lại nãy giờ mình mấy bạn phải để ý cho mình nha. Đừng có lấy cái con chở mà nặng ký quá đưa vô cái trường hợp này nha. Nếu không là nó sẽ bị cháy nồi cơm các bạn. Gọi là cháy cơm á, cơm khét á. Tại vì nhiệm vụ của con chở này nè, giúp cho tăng cái thời gian nấu lâu hơn. Tại hiện tại cái bếp này nó ngắt hơi sớm. Đó. Cái nào mà ngắt càng sớm thì mình tăng con chở càng cao. Đúng không? Tại vì cái này một phần là nó không chín thôi. Cho nên mình xào con chở 150 là vừa. Còn nếu mà nó còn nước luôn á, các bạn cứ 600 mấy trở lên cho mình, đến 1000. Đó. Xong rồi nè, mình có cái máy khò luôn thấy không? Đó, dân điện tử ta mới có, mình có luôn á. Hai giường có cái ống quẹt, mình đốt. Mình không lấy quẹt, mình lấy cái khò.
kho nóng tự động nó rút cống gan lại. Xong cái gì cũng có các bạn, nếu các bạn nào mà không biết gì về xe luôn á cứ comment đi, mình chia sẻ cho, bởi vì cái gì cũng biết phải cực lắm các bạn ơi, bởi vì biết ít ít thôi. Rồi như vậy là xong rồi các bạn, bây giờ mình ráp lại và đem đi nấu cơm thôi. À mình nấu cơm sẽ quay cho các bạn xem luôn. coi nó có hiệu quả hay không chứ. Nãy mình quên lòn cái này nè, ở trên dễ dễ. Xem nó bỏ quên cái kéo nè các bạn. À, nhiều ông thợ lắm nha, đi sửa đó bị mất đồ nghề hoài là vậy á. Sơ ý một cái là mất hồi đó mình đi làm xe đó các bạn, mất kìm mất tui vít rồi à, làm xong rồi cứ bỏ xe người ta luôn nè, thấy không, thêm cái tụ nữa nè, quên đi ót nữa nè nè. Đó, làm xe mất kìm hoài là vậy, làm xong rồi tặng ra cái kìm luôn. Đây, để mình cầm lên mình ấy cho nó dễ. Rồi bây giờ mình bắt bốn ốc lại thôi các bạn, sau đó các bạn đợi kết quả mình nấu cơm nha, coi nó chín không nha, chắc chắn là nó chín rồi đó, nhưng mà cũng phải quay cho các bạn xem. Rồi các bạn xem nhớ đăng ký kênh để xem những clip tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ bắt xong mình sẽ đi nấu cơm. Nó mới vậy. Mình đợi kết quả thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dở lên coi nó chín không nha. Wow, nhìn bằng mắt thường á là mình thấy nó chín đều rồi nha các bạn. Nhưng bây giờ mình sẽ xới lên ha, xới lên coi ở dưới nó có chín hay không. Đó, thấy là hơi bị đều rồi đó các bạn. Rồi kết quả là nồi cơm nó chín đều nha các bạn. Thì các bạn nào mà bị tình trạng như thế này á, cứ làm theo mình nha, thì các bạn sẽ tiết kiệm được một cái chi phí. Rồi chúc các bạn thành công nha, bye bye các bạn.